ngày rằm tháng 7 của năm 2018, tôi là họ Triệu thì Tiết Nhung, nhiệm chủ trì ở nơi miếu Phổ Đà Sơn Nam Hải ở ấp Dòng Nhãn, xã Hiệp Thành. Thì chúng tôi ở đây có cái tổ chức là nấu cơm từ thiện hàng tháng cho trong bệnh viện. Mỗi một tháng thì tôi nấu là 2 lần, gầm là tôi nấu 1.000 hộp, mùng 1 cũng 1.000 có trên. Trong cái hội từ thiện này chúng tôi nấu thì trong Phật tử cùng các hàng đệ tử của con, của ông, của bà nay cùng chung góp sức với nhau mà lo cái hội cơm này để cho những người bệnh hoạn khó khăn ở trong bệnh viện, cũng như là một miếng khi đói bằng một gói khi no, cùng chung tay góp sức cùng lo cho mọi người. Thì tôi cũng mong muốn các nhà hảo tâm cùng chung với tôi mà nắm tay đoàn kết mà tiếp xúc với tôi lo cho cái hội từ thiện này một ngày một phát triển mạnh mẽ thêm nữa. Còn hảo tâm này á thì có là bên Chánh Đạt trang trí nội thất tiếp tay cùng chung lo với tôi, và Tiết Lụa trái cây Tiết Lụa với Yên thì cũng là em kết nghĩa cũng tiếp với tôi, với Hồ Bé Liễu làng hột bán thịt heo ở chợ. Thì coi như có 4 cái mạnh thường quân này thì mỗi tháng là tiếp tay với tôi cùng các hàng Phật tử. Thì bây giờ tụi tôi chỉ có ít thì làm ít, có nhiều làm nhiều. Nhưng mà tôi nhờ được có đứa con của tôi nữa là Hồng, nhỏ Hồng ở Sài Gòn, con gái tôi ở Sài Gòn cũng tiếp tay với tôi để lo về đây. Thì bà Kiều Hói cũng có tiếp của tôi thì lo cái nồi cơm cho Hoàng. Coi như bây giờ lúc trước thì tôi nấu á, mỗi một cái gầm hay mùng 1 vậy á, chỉ có 300 hộp. Rồi sau đó tôi lên được 500, rồi tôi lên được 600 mấy, rồi giờ tôi lên 800 mấy, rồi bây giờ tôi lên được hơn 1.000 hộp rồi quý vị ơi. Tôi mong muốn á, một ngày lên một nhiều hơn nữa. Bây giờ tôi cùng mong muốn là quý vị cùng chung tay góp sức với tôi để mình đoàn kết cùng lo. Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật. Cơm từ thiện đem vô bệnh viện Bạc Liêu để cho những người bệnh nặng.
đi tâm có để cho chú ơi nè là mà hai bên mất. Cái này bỏ cho anh này đi.